xin kính chào quý vị và các bạn vào hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão Bô Pha ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km h giật cấp 13, cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ chiều mai, vị trí tâm bão sẽ ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ từ 103 đến 117 km h giật cấp 12, cấp 13. Do ảnh hưởng của hàn lưu bão, vùng biển giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với đới gió đông bắc mạnh, nên vùng biển phía bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh thưa quý vị và các bạn hiện nay do khối không khí lạnh suy yếu trong khi đó bão bô pha còn ở khá xa nên thời tiết khu vực miền trung chuyển tốt dần trời giảm mây giảm mưa thuận lợi cho du lịch vào dịp cuối tuần này, du khách có thể đến với Phú Yên, một tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ, được thiên nhiên ban tặng cho nhiều danh thắng nổi tiếng, có vẻ đẹp thơ mộng và hấp dẫn. Với những du khách thích đi dạo và tắm biển thì chắc hẳn không thể không đặt chân đến huyện Sông Cầu, bởi nơi đây có nhiều bãi tắm đẹp như là bãi nồm, bãi ôm, bãi dạng, bãi từ nham, bãi tràm. Từ thành phố Tuy Hòa đi gần 30 km về phía nam, du khách sẽ đến với Đèo Cả. Đây là nơi du lịch sinh thái và thể thao leo núi lý tưởng. Tiếp theo mời quý vị theo dõi thời tiết trong các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Không khí lạnh tăng cường yếu và di chuyển ra phía đông nên không ảnh hưởng đến thời tiết phía tây bắc. Cụ thể, Điện Biên trời không mưa, ban đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở mức 16 độ và cao nhất là 25 độ, độ ẩm khoảng 70%. Sapa sẽ có mưa phùn và sương mù trời rét, nhiệt độ về đêm ở mức 9 độ, còn ban ngày thì nhiệt độ ở vào khoảng 15 độ, độ ẩm là 90%. Tam đảo mưa nhỏ, sương mù khá dài đặc trời rét, nhiệt độ duy trì ở mức 10 đến 15 độ, độ ẩm khoảng 80%. Do nằm sâu trong lưỡi áp cao lạnh lục địa nên tại các tỉnh phía đông bắc bộ trời vẫn nhiều mây và có sương mù rải rác vào sáng sớm, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét. Hà Giang nhiệt độ thấp nhất ở mức 15 độ, cao nhất 20 độ, độ ẩm khoảng 65%. Hạ Long nhiệt độ phổ biến trong khoảng 16 cho đến 22 độ, độ ẩm là 70%. Còn tại Hải Phòng thì nhiệt độ dao động từ 16 đến 22 độ, độ ẩm là 60%. Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trong dịp cuối tuần có xu hướng giảm mưa nên khá thuận lợi cho du lịch. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất ở mức 17 độ và cao nhất ở vào khoảng 22 độ, độ ẩm 60%. Phong Nha Kẻ Bàng, nhiệt độ trong ngày giao động từ 18 đến 22 độ, độ ẩm khoảng 70%. Huế, nhiệt độ thấp nhất ở mức 21 độ và cao nhất là 27 độ. Tại Đà Nẵng, trời không mưa và trời xe lạnh, nhiệt độ phổ biến ở mức 23 cho đến 28 độ, độ ẩm khoảng 75%. Hội An sẽ có mưa nhỏ, trời trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở mức 22 độ và cao nhất là 26 độ, độ ẩm là 90%. Bà Nà sẽ có mưa phùn và sương mù, trời rét, nhiệt độ ban đêm là 15 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 18 độ, độ, độ ẩm là 90%. Các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận, thời tiết tốt và không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, Tại Nha Trang, nhiệt độ giao động từ 25 cho đến 30 độ, độ ẩm khoảng 80%. Mũi né nhiệt độ duy trì ở mức 25 cho đến 32 độ, độ ẩm 70%. Còn tại Vũng Tàu thì biên độ nhiệt ngày đêm là từ 26 cho đến 33 độ, độ ẩm là 60%. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 2 cấp 3. Pleiku nhiệt độ thấp nhất ở mức 19 độ và cao nhất là 28 độ, độ ẩm khoảng 60%. Buôn Ma Thuột nhiệt độ dao động trong khoảng 20 đến 29 độ, độ ẩm khoảng 65%. Còn tại Đà Lạt thì nhiệt độ trong ngày là từ 15 cho đến 23 độ, độ ẩm 85%. Thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, Tây Ninh nhiệt độ thấp nhất ở mức 24 độ và cao nhất là 33 độ, độ ẩm khoảng 60%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ phổ biến ở mức 23 cho đến 32 độ, độ ẩm 60%. U Minh nhiệt độ dao động trong khoảng 25 cho đến 32 độ, độ ẩm là 60%. Ngày mai thời tiết biển có mưa rông, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau sẽ có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 4, nhiệt độ thấp nhất ở côn đảo là 25 độ và cao nhất 30 độ, độ ẩm khoảng 70%. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang sẽ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông mạnh cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất ở Phú Quốc là 24 độ, cao nhất ở mức 31 độ, độ ẩm khoảng 70% thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay xin kính chào và hẹn gặp lại